Xin chào quý vị và các bạn. Em đang có mặt tại đường Nguyễn Xiển, phường Long Thành Mỹ, quận 9. Và trước mặt chúng ta chính là dự án Vinhome Grand Park. Đây là cái phân khu Rainbow, cũng là phân khu mở bán đầu tiên. Vị trí ngay đây được xem là cửa ngõ phía Tây của khu đô thị Vinhome này. Đợt 1 đã mở bán 6 tòa đầu tiên ngay sát đường Nguyễn Xiển này luôn ạ. Và những đợt còn lại thì vẫn đang tiếp nhận dự chỗ để mua. Tổng khu Rainbow này theo em được biết là 17 tòa và cao từ 25 đến 36 tầng, 2 tầng hầm và 10.400 căn hộ. Và thiết kế là 1 đến 3 phòng ngủ, nhỏ nhất là 34m² và lớn nhất là 89m² 3 phòng ngủ. Và hiện tại giá giai đoạn 1 của 6 tòa đầu tiên này khoảng từ 26 đến 36 triệu 1m². Và đặc biệt thì với dự án Vinhome Grand Park này thì ngân hàng Techcombank hỗ trợ vay 70% và nhiều nhất là 35 năm vay vốn. Nói sơ một chút về Vinhome Grand Park thì dự án này không chỉ sở hữu những tiện ích dịch vụ lý tưởng cho cư dân như là ở Singapore, mà dự án này còn kiến tạo nên những cái tiện ích độc đáo như là công viên chủ đề rộng lên tới 36 hecta và duy nhất tại phân khu Rainbow thì có quảng trường cầu vồng. Đây là một cái khu vườn với những cái biểu tượng nghệ thuật đầy đủ những sắc màu. Nếu quý vị và các bạn cần hỗ trợ hoặc thắc mắc gì thì có thể hãy comment bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại.